Em xin mến chào quý cô chú anh chị em mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai. Hôm nay em xin tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị em một lô mai giống. Cái lô này em ghép làm cam đổi màu, cúc bạch mai siêu nụ, cúc phượng, siêu bông Sài Gòn, tam sắc hoàng mai. Hôm nay em có bán hai loại, một cái combo là 6 cây giá 300.000 nha. Và một loại là cô chú anh chị mình có thể là lấy 5 cây cam đổi màu hay là 5 cây cúc bạch mai thì giá 60.000 một cây nha, đều em bao phí vận chuyển. Thì 5 cây em mới gửi hàng và bao phí đó. Thì cô chú anh chị mình lấy 5 cây á là em gửi hàng và em bao phí cho cô chú anh chị mình luôn. Tại vì một đơn hàng trung bình của em gửi là 300.000. Thì 300.000 là em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn á. Đây. Thì cúc bạch mai thì cây nó tầm như vậy này cô chú anh chị nha. Đó. Con lành luôn, vẫn xử lý đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị nha. Xử lý đế này cô chú anh chị mình thấy cũ cũ cụt luôn. Cái hàng này hàng mai con em làm nhà nên cũ đế nó rất là đẹp nha cô chú anh chị yên tâm. Đó, dầm chất lại nè. Giờ hôm nay thì em cô chú anh chị mình đặt hàng thì thứ hai em gửi thì cây nói chung là nó cứng cáp rồi cô chú anh chị yên tâm. Khi em khi gửi cho tôi cô chú anh chị mình á là em tựa dây vô. Em tựa dây em gửi cho cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Nhận hàng bình thường em đóng cái thùng xốp ngon lành. Đó. Nha, cây nói chung là ok, cây nào cũng như cây nấy hết. Thì khi em gửi trước thì em cũng lựa những cái cây mà cứng cáp trước em gửi cho cô chú anh chị mình ha. Ồ, cam đổi màu á là cái nụ nó lên vàng đọt lên này cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Cây này mình vừa chơi hoa, mình vừa chơi ấy luôn, mình vừa chơi cái nụ nó luôn. Cái hàng cam đổi màu thì em thấy nó đẹp toàn diện cô chú anh chị, mình nó cũng dễ nuôi nữa. Đây thì cái combo đây này cô chú anh chị, combo thì có 6 cây nha. Combo thì em 6 cây ha. Thứ nhất là cúc phượng này, siêu bông Sài Gòn này, siêu bông Sài Gòn chứ, siêu bông Sài Gòn, giống đầu tiên là siêu bông Sài Gòn. Giống thứ hai là cúc phượng xử lý quấn rễ tay bí. Giống thứ ba là bạch cúc và bạch mai siêu nụ. Rồi thứ ba, thứ tư là cúc bạch mai. Thứ năm là cam đổi màu, cam đổi màu 5 cánh bầu. Còn thứ sáu là cái này tặng thêm tam sắc hoàng mai thì giá 600.000, giá 6 cây là 300.000, em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình. Mình đã quên. Dạ. Rồi thì cô chú anh chị mình có ủng hộ thì xin cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0966993277 để cô chú anh chị mình đặt hàng ha. Đó, thì cứ mỗi 6 cây, 5 cây là em sẽ 5 cây trong combo á. Nè, 5 cây trong combo em tặng cho cô chú anh chị mình thêm 1 cây. Còn cô chú anh chị mình mua bên ngoài, mua ví dụ là 5 cây 5 cây cam đổi màu hay là 5 cây cúc bạch mai thì em không có tặng nha cô chú chị ha. Chỉ có trong combo này thì em mới tặng thêm 1 cây thôi. Thì là 5 cây em tặng 1 ha, là tổng cộng là combo 6 cây ha, là 300.000, em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình. Rất là rẻ luôn ha. Hẹn cô chú anh chị mình mua một cái combo là nó có gồm có là 6 giống ha. Rồi thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì xin cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0966993277 ha. Rồi, em cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo nha.